Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok ok mọi người ạ. Nào. Ui ui. Ui. Gì vậy? Mình chạy anh em ơi. Nó có súng rồi. Nó có súng rồi anh em ạ. Mình chạy thôi. Bạn ơi đừng làm mình sợ, bạn ơi đừng làm mình sợ. Ui. Tiếng rút đồ liên tục ấy, anh em ạ. Sợ quá ta anh em. Ok, MP40 này. Wow, để coi. Để coi, MP40 này. Ui, MP40 này. Xanh mộ cho em. Mày sấy với anh à? À. Mày sấy với anh à? Tưởng sấy anh mà dễ ăn à? Ok. Đứng tạm đây cái đá anh em ơi. Mình sẽ quần máu này. Ơ, từ chân, từ chân. Từ chân khá là gần các bạn ơi. Chân bên này, ui, đúng chuẩn luôn. Mình cái bên này thì ra bên này luôn anh em ơi. Bên này luôn à? Ui. Đậu xanh choáng này em ơi. Ăn mông choáng nha em. Ăn mông choáng thì xanh mộ rồi nhé. Mình có máu có đã anh em ơi. Gắt vậy ai chơi hả anh em? Nó đang ở ngoài à? What the hell, nó đang ở ngoài à? Ghê vậy. Canh mình à? À. Canh mình à? Ui. Ui làm gì mà căng. Ui. Nó đánh lên mình anh em ạ. Ghê vậy ai chơi hả các bạn ơi. Ui. Ghê vậy ai chơi hả. Ui anh em ơi. Bắn lỗ nữa cơ. Mày còn bắn lỗ nữa cơ anh em ơi. Buồn ghê ta. Còn máu có đá anh em ơi. Máu đã hết rồi anh em ạ. Gắt như này ai chơi hả anh em. Gắt như này ai chơi hả anh em ơi. Wow. Đậu xanh. Ui. Úi dồi ôi em ơi. Ghê vậy ai chơi hả em. Anh còn máu có đá này. Anh được chết rồi anh em ạ. Ui. Sợ thật. May là nó chết rồi anh em ơi. Mình chạy đây. Mình chạy luôn vào ngay này. Ok trận này kẹo cố tốt một nha các bạn ơi. Hết đạn súng tự nhiên mất tiêu, cũng như là bây giờ là kẹo hết máu rồi anh em ạ. Ui. Hết cả máu, hết cả đạn này. Ghê vậy. Ui, cái này chắc là mình sẽ lên phía trên anh em ơi. Lên phía trên này để trốn tạm cái đã. Hết máu, hết đạn sao chơi hả anh em. Chứ còn là khẩu M14 kia bắn gà lắm anh em ạ. Đấy. Phải có mấy khẩu súng bắn ở gần cơ. Lại thôi anh em ơi. Đây. Lên trên này các bạn ạ. Thì mới sống dai được. Ở dưới chắc là mình xanh mộ rồi đấy. À, có máu này ngon. Có máu rồi nhé. Quá ổn luôn các bạn ơi. Ok này. Có máu này anh em ơi. Đây, quần máu cho full luôn anh em ạ. Quần máu full dễ top 1 nha. Ok. Đây rồi anh em ơi. Mình sẽ chạy ra ngoài coi nào. Uầy. Ok, ăn thơm nấm này các anh em ơi. Ngon rồi nhỉ các bạn. Nào. Cùng kẹo đi xem bạn nào các bạn ơi. À đây rồi. Ăn đi rồi anh em ơi. Chạy à em. Chạy như này thì xanh mộ rồi nhé em ơi. Sorry các bạn là bây giờ kẹo đang hơi khàn giọng một xíu này. Bởi vì là kẹo nói nhiều quá. Sorry mọi người. Nãy giờ nói nhiều quá mà chịu uống nước nữa. Để hết trận thì mình sẽ ra ngoài và mình uống nước nhá. Không kiểu đang khàn giọng rồi nha em ạ. Ôi, mình sẽ ra tạm phía ngoài coi. Ok, có chảo này. Lấy chảo chơi mông thì ngon rồi anh em ạ. Chảo chơi mông quá ngon luôn. Mỗi tội là bây giờ thì mình chưa có thêm đạn súng tự liên ấy. Thôi kệ đi, lấy tạm khẩu AK chơi. Phải có được đạn súng tự liên bắn mới ngon được anh em ạ. Không có đạn súng tự liên thì quá chán luôn đấy. Đây,
Đây phía trên này các bạn ơi. Chào tất cả mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Thank you anh em. Ồ, có một người nâng giáp này. Quả đã có nâng giáp rồi anh em ơi. Ngon ta. Xem là đây chúng ta sẽ có gì nhỉ anh em. Wow. Qua phía này coi. Không thấy gì cả các bạn ơi. Ok, đây. Mãi mới thêm được 2-3 đại tử liên nữa này. Ổn rồi nha mọi người, túi máu thì bây giờ có quá nhiều luôn, có tận 8 túi máu nhá. Ngon. Và như vậy thì mình sẽ lên tạm khu vực cổng trời nha anh em. Thực lũng là hình như là còn một đứa nữa ở ngay chỗ này. Thế hơi căng đấy thôi nha em ạ, khó quá bỏ qua. Bây giờ thì kéo lên cổng trời nhá. Wow, phía trong một đứa à? Tại không vậy? À không anh em ơi, nó là tủ cứu thương nhá. Tôi tưởng là có người. Không phải người thì ra là tủ cứu thương này. Ok. Bây giờ thì kẹo có cả giáp 4 trắng luôn. Quá đã anh em ạ. Quả giáp 4 trắng này thì chơi ngon rồi anh em ơi. Đây, chạy tạm qua UAV cái đã. Ồ, ở đây đây. Ở đây các bạn ơi. Chạy thẳng phía này sẽ thấy người nhá. Đang rất là gần rồi anh em ạ. Người đâu vậy? Hình như là nó bắn nổ UAV rồi anh em ơi. Ở đây, tưởng gì? Tưởng gì đây à? Ui. Tưởng gì đây à? Xanh mộ cho em. Ui, này nó lượm một đống bom choáng rồi anh em ơi. Nhiều bom choáng quá nhỉ. Mình sẽ vứt bớt đi em một ba đạn súng trường này. Lượm bom choáng anh em ơi. Ok. Còn máu này anh em. Ui. Quên mất. Bây giờ mình có quá nhiều túi máu rồi. Một cái thính vừa rơi đâu đó. Quay đây anh em ạ. À đâu? À, có xe mới anh em ơi. Không biết là xe mới là xe nát nữa. Ồ, xe chạy đường anh em ơi. Địch nó đang chạy kìa. Đậu xanh tôi còn tưởng là xe nát nữa cơ. Chạy qua đây con nào anh em ơi. Wow. Nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Đâm ra là bây giờ thì kẹo không có đuổi kịp này. Chạy nhanh vậy ai chơi hả anh em. Chắc nó qua đây lượm thính thôi anh em ơi. Tôi nghĩ là vậy thôi. Wow, chỗ thính không có nó này. Cái đậu xanh thằng này. Chạy đâu ghê vậy hả. Uầy ra này. Ngon anh em. Quá đã. Có súng ngon chưa rồi các bạn ơi. Ở đây không thấy ai cả anh em ơi. 17 đứa nữa này. Cùng kẹo đi săn mạng nhé anh em. Xin nha, cảm ơn 1254 bạn đang xem live trên kênh của kẹo nhé. Thank you anh em. Anh em nhớ follow cũng như là chia sẻ livestream để ủng hộ cho kẹo nhá. Thank you các bạn. Wow. Phía dưới này cũng có thính này anh em. Xuống dưới mà kiếm được thêm cái nòng giảm thanh nữa thì ngon anh em ạ. Đấy. Bây giờ thì kẹo chỉ tốn nữa. Ui, chỉ thiếu nòng giảm thanh thôi anh em ơi. À, từ kia xuống giảm thính nhá. Phải không vậy? Không phải à? Xuống xe. Nổ xe rồi nha em. Ui, anh bảo xuống xe mà không xuống này. Ui, xuống xe mà không xuống này. À, nằm xuống cả. Ui, máu trâu vậy. Máu này trâu vậy anh em ơi. Máu quá trâu luôn này. Ui, đậu xanh.
Hách máu hả anh em? Hách máu à? Ui, thằng này nó hách máu từ nhà mày, hách máu à? Ui, đậu xanh. What the hell? Anh em ơi, hình như là kẹo gặp phải đứa hách máu rồi anh em ơi. Xe nó cao mấy chuẩn để tốn bao nhiêu đạn này? Ui, như này thì kẹo sợ rồi anh em ơi. Thôi xong rồi, phần này gặp quả đứa hách máu rồi anh em ơi. Hách máu hay là hách bất tử vậy? What the hell? Nó vẫn đang ngồi phía kia anh em ơi. Bây giờ thì kẹo chỉ cần là chờ nó chạy bo thôi. Máu trâu quá nhỉ, hay là lỗi game nữa. Ui 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 ui, gì vậy, gì vậy, ghê vậy. Máu trâu vậy, ai chơi hả bạn? Kìa kìa, bo thu kìa bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Chạy à? À chạy à? À chạy à? À chạy à? Ui, à chạy à? Ok, đai rồi nhé. Đậu xanh. Kêu thằng này mà mệt mỏi quá cơ anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua sau nó đây, kiếm thêm đạn súng trường với lại lấy tạm con xe quân đội chạy lên nhá. Zip bo đi kiếm đồ thôi anh em ơi, kiếm thêm đạn súng trường nhá. Bây giờ là mình ít đạn súng trường quá mà. Đây, kiếm thêm đạn súng trường nhá. Ok, đồ ngon này. Let's go này anh em ơi. Vừa chạy vừa quần máu luôn nào anh em. Gắt như vậy ai chơi hả anh em? Làm quả máu trâu vãi trưởng luôn, tôi thề luôn anh em ạ. Sấy kinh thật. Như này thì kẹo sợ rồi. À lỗi đam hả em? Anh tưởng là hách máu cơ em. Anh lại cứ tưởng bạn đấy hách máu cơ. Thấy bắn game vãi trưởng mà không có hề hấn gì cả anh em ạ. Sống dai vãi trưởng luôn. Mình nghĩ là bây giờ thì mình sẽ không chạy xe nhá. Chạy xe này dễ đai lắm. Đi bộ cho sống dai anh em ạ. Với lại để xem là mình sẽ kiếm thêm một ít đạn súng trường nhá. Chứ còn là 97 với đạn súng trường bây giờ là quá là ít đấy. Phải kiếm thêm anh em ạ. Kiếm thêm mới chưa được. Ok, qua bên này con nào. Ui ui, what the hell. Xuống xem ơi, xuống xem ơi, xuống xem ơi. Ui, xuống xem, đúng rồi. Đúng rồi, ui. Xuống gốc cây cả. Chuẩn quá nhỉ em. Chuẩn quá nhỉ em ơi. Ui đậu xanh, ui đậu xanh. Kế vậy ai chơi hả anh em? Mình sẽ quần máu cái đã nào. Ui, bom choáng à. Thế thì sợ rồi. Đang chạy qua, đang chạy qua. Ui, bạn ơi, bạn ơi. Mình sợ bạn ơi. Mình đã quần máu cái đã bạn ơi. Đừng làm mình sợ, đừng làm mình sợ bạn ơi. Thôi xong rồi nha mày, thôi xong rồi nha mày. Thôi xong rồi nha mày, ui, đậu xanh. Đậu xanh, ui, ghê vậy, ui. Ghê vậy bạn ơi, ghê vậy ai chơi, ui. Ghê vậy ai chơi, ui. Tí đai nha mày, chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh nha mày, tí đai này, ui. Ghê vãi trưởng nha em ạ. Sợ thật, tí đai. Gắt thế nhỉ, ai chơi hả anh em. Xíu nữa mình đai gì nha anh em. Hồi hộp quá cơ anh em ạ. Ui, thế còn đằng chỗ ông cống đâu? Còn một thằng chỗ ông cống nữa mà anh em. Sao nó đai rồi à? Hay là trốn vậy anh em? Ui nó trốn à? What the hell, ghê vậy. Ui đá lút đồ mà anh em. Thế này ai chơi hả anh em ơi? Chỗ này mình đứng đây hơi ngu rồi. Ui nhưng mà đứng đây, đứng đấy hơi ngu rồi anh em ạ. Đứng đấy hơi ngu rồi anh em ạ. Ui, mình bắn mất 25 máu thôi. Nó ngồi kia sấy căng quá anh em ạ. Sấy căng quá như này kẹo chịu rồi. Ui, vào trong cái đáy anh em ơi. Vào trong cái đáy anh em ơi. Ui, vào trong cái đáy anh em ơi. Ui, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Ui, sợ thật, sợ thật. Sợ quá anh em ơi. Ui, nó câu liệu à? Câu liệu sao vậy em? Cơ lự sao vậy em ơi? Cơ lự sao vậy em ơi? Ui, cơ lự sao vậy em ơi? Đây mình vào bo cái đã. Nào. Ui, trong bo cũng có người các bạn ạ. Gắt vậy ai chơi. Thế chắc là kẹo sẽ ngồi tạm đây. Ui, ghê quá mọi người ạ. Như này chơi sao nổi hả anh em ơi? Này này, đông như này ai chơi được không? Gắt quá mà các bạn. Ui, gắt quá mà ai chơi hả anh em ơi.
Ngồi tạm đây không biết là có xấu nước không nữa này. Một đứa ngay chỗ tròi này anh em này. Nhưng mà bây giờ kẹo không dám qua nhá. Ui, gắt thật gắt thật. Ơ thằng ở trên nó chạy rồi à? Dẫm thêm máu đây anh em ơi. Thêm máu này, thêm mông cao này. Ok, giảm thanh này anh em, ngon. Chạy bot thôi mọi người ơi. Ok ok. Rồi nhá, ngồi tạm ở đây nhá. Ngồi tạm ở đây anh em ạ. Mong rằng mình không bị bọn nó bắn này. Trang bị giảm thanh nha anh em. Ở đâu? Nhưng mà còn lại có hai đứa trang bị giảm thanh để làm gì? Để coi, để coi. Trang bị đóng 3 luôn anh em ạ. Giảm thanh làm gì? Giảm sát thương đi đấy. Bo thu lên trên à? Vậy là mình sẽ phải từ từ lên trên anh em ơi. Lên trên nhá. Mình có hai bom keo này. Ok, cầm sẵn hai bom keo rồi anh em ạ. Nào, let's go. Ok, trong nhà chưa thấy ai cả anh em ơi. Chắc là chờ chúng nó chạy bo này. Ui, ghê vậy, ghê vậy, hai đứa xảy nhau à, hai đứa xảy nhau à. Ui, ghê vậy. Thế thì ghê rồi anh em ơi, thế thì ghê rồi. Hai đứa chúng nó vừa xảy nhau xong anh em ơi. Đang ngồi à? Ăn full bom chó anh em, ăn full bom chó anh em ơi. Ăn full bom chó anh em ơi. Ok, nhân dấu này, tuyệt vời anh em ơi. Úi dồi, ăn mừng nào. Tốt một rồi nha mọi người ơi. Tuyệt vời này. Tan 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 tan. Đây. Tốt một rồi nha anh em ơi. Tuyệt vời. Ok, như vậy là trận này thì kẹo đã được tốt một với 7 kill rồi nha các bạn ơi. Vất vả quá cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.